lặng nhìn mặt trời một sáng mùa thu, mới thấy đẹp làm sao. Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu, mới thấy dịu dàng làm sao. Gió ma, gió trên trời như có tiếng hát, hát cho mùa thu đến, cho quê hương hay cho tình yêu. Và lòng người cũng có gió ma, gió trong lòng cũng có tiếng hát, hát mãi cho ngày mai. Có những lúc tôi ngồi một mình và nắng ấm áp như lời tự tình đến bên tôi và em nói rằng hãy hát với tâm hồn của mình và hãy đánh thức trái tim ngủ yên này hỡi trái tim đang ngủ yên. Có gió mát dâng ngập bầu trời và có tiếng hát dâng tràn lòng người. Và nắng ấm áp như lời tự tình đến bên tôi và em nói rằng hãy hát với tâm hồn của mình và hãy đánh thức trái tim ngủ yên này hỡi trái tim đang ngủ yên. Có gió mát dâng ngập bầu trời và có tiếng hát dâng tràn lòng người. Quý vị cùng trở lại với sân khấu của chương trình Người kể chuyện tình trong vòng thi thứ 5. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Chúng ta đang gặp lại 6 gương mặt Người kể chuyện tình mùa thứ 4. Các ca sĩ vừa cùng nhau thể hiện một ca khúc nổi tiếng của thập niên 80. Bài hát đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới của nhạc nhẹ Việt Nam, cùng với sự xuất hiện của một tên tuổi nổi bật đã đem lại một làn gió mới cho âm nhạc Việt Nam những năm tháng ấy. Đó là ca khúc Cảm ơn mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một vòng thi thật thành công. Thưa quý vị, cùng với ca khúc mở màn Cảm ơn mùa thu, vòng thi này chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại những bài hát nổi tiếng đã góp phần làm nên cả một trào lưu nhạc trẻ rộn ràng trong thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Và cùng với đó là câu chuyện về người nhạc sĩ tài năng đã mang những âm thanh đầy tươi mới đến với cuộc đời này. Đó chính là nhạc sĩ Thanh Tùng. Trước khi bước vào hành trình ngược thời gian về với những năm 80 và 90 đầy sôi động ấy, mời quý vị cùng chào đón ban giám khảo của Người kể chuyện tình, danh ca Phương Dung và danh ca Thái Châu. Xin
cùng với giám khảo khách mời, một nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ và những bản nhạc Pháp. Chị cũng là một học trò của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca sĩ Thanh Hoa. Bây giờ đây, Minh Ngọc xin phép được mời ban giám khảo tiến về vị trí danh dự của mình. Sau đây, mời quý vị hãy cùng trở lại những thập niên trước và nhìn lại những dấu ấn của nhạc sĩ Thanh Tùng cùng những ca khúc của ông trong đời sống nhạc nhẹ Việt Nam. Thanh Tùng là một nhạc sĩ nổi tiếng của nhạc nhẹ Việt Nam với những dấu ấn không thể phai mờ qua hơn 3 thập kỷ, với hàng loạt những ca khúc nổi tiếng đi cùng những tên tuổi lớn của nhạc Việt. Khởi đầu con đường âm nhạc với những tác phẩm viết cho phim, cho sân khấu, bắt đầu từ thập niên 80, cái tên Thanh Tùng đã vụt sáng, trở thành một trong những nhạc sĩ sung sức nhất đương thời, với những bài hát hoàn toàn mới mẻ với nhạc Việt khi đó như Cảm ơn mùa thu, Ngôi sao cô đơn, Lời tỏ tình của mùa xuân, Chuyện tình của biển, Em và tôi, Mưa ngâu, Hoa tím ngoài sân, Giọt nắng bên thềm. Những bài hát ấy mang lại một sức sống mới cho nhạc trẻ Việt Nam ở giai đoạn đất nước đang chuyển mình và đổi mới để bước vào một vận hội mới. Đó là những bản tình ca tràn đầy tình yêu con người, tình yêu quê hương xứ sở, những ca khúc mang đến nguồn năng lượng tươi mới để một lớp trẻ hăng say hát lên, tràn đầy một niềm tin mãnh liệt bước vào cuộc đời. Đằng sau những lời ca dạt dào tình yêu thương cho cuộc đời, những bài hát ấy cùng ẩn chứa những câu chuyện nhỏ bé của chính nhạc sĩ Thanh Tùng. Những mối tình thời thanh xuân, những bóng hồng đi qua cuộc đời, và cả cuộc tình lớn nhất trong đời người nhạc sĩ ấy đã là cảm xúc để những ca khúc hay nhất ra đời. Thưa quý vị, đã đến lúc để câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng cùng những bản tình ca nổi tiếng của ông được bắt đầu. Ngay sau đây thôi, quý vị sẽ được nghe lại một trong những bài hát được yêu thích nhất, được nghe và được hát nhiều nhất trong những năm cuối thập niên 80. Bài hát ra đời khi nhạc sĩ Thanh Tùng đến với phố biển Nha Trang. Ở đó có một tiếng hát trẻ, một gương mặt mới đã khiến cho người nhạc sĩ tài hoa đặc biệt chú ý. Và những bài hát về mối tình trong trẻo nơi phố biển xinh đẹp đã vang lên. Người đời đã luôn muốn cắt nghĩa rõ ràng câu chuyện tình đằng sau những bài hát ấy. Nhưng làm sao có thể hiểu được chuyện tình của biển khi biển mênh mông như thế? Dù sao, những vui buồn trong chuyện tình của biển ấy đã làm nên một phần tâm hồn người nghệ sĩ lãng mạn. Để rồi, chỉ cần một ngày em đến là biển sẽ hát mãi cho em nghe những bài hát về nỗi buồn, về niềm vui. Em chào thầy ạ. Ủa? Tại sao em lại ở đây? Thưa thầy, còn 3 ngày nữa là đến đêm nhạc của thầy. Mà em thấy thầy thì án binh bất động. Trong khi đó, mọi người rất là lo lắng và bảo em đi tìm thầy. Một số anh chị thì... Không sao, em đừng ngại. Có gì thì cứ nói. Một số anh chị tỏ ra là quan ngại và lo lắng và sợ rằng là đêm nhạc của thầy sẽ không đi tới đích như những gì mà mình mong muốn ạ. Tôi hiểu là mình đang muốn làm gì mà. Thị hiếu của khán giả bây giờ thì càng ngày càng đòi hỏi cao. Mà trong khi đó, em lại thấy thầy làm ngược lại. Một đêm diễn mà không có bối cảnh, không có múa, không có MC dẫn chương trình. Như vậy thì có phải là thầy đang quá là liều lĩnh hay không? Đêm diễn của người cô đơn, cho nên có nhiều cái không thì cũng là điều bình thường thôi. Khán giả chỉ sẽ thấy một sân khấu đơn giản
chỉ có hoa hồng và thời gian. Và mỗi ca sĩ sẽ nói hộ một chút lòng tôi. Như vậy là đủ. Vậy thì thầy định kể chuyện gì trong đêm nhạc của thầy? Chuyện về một chàng trai du học xa xứ, phơi phới trong lòng những cảm nhận đầu tiên về ý nghĩa cuộc sống. Và cũng chính người đàn ông ấy, mấy chục năm sau, trở nên dày dạn hơn, phong sương hơn, và nhìn những bóng hồng đi ngang đời mình bằng cái nhìn của một người cô đơn một mình. Những bóng hồng đi qua. Người thì ngây thơ khờ dại, người thì chán chường cuộc sống, và người thì thích dỗ về an ủi. Vậy có không những người bội bạc? Có chứ, mỗi người một vẻ mà. Mỗi một con người là một cá thể đơn độc, nên là sẽ yêu và thể hiện cách yêu rất là khác nhau. Và nếu lỡ như cuộc tình có trôi vào dị dạng, thì dường như điều động lại tất cả trong họ, đó chính là tấm lòng của một người nhạc sĩ cô đơn và chung tình. Em không hiểu tại sao một người nhạc sĩ đào hoa như thầy mà lại chịu cảnh đơn độc như là đày đọa bản thân mình vậy. Tình yêu, lỗi tại tình yêu. Em không hiểu những câu chuyện tình yêu của thầy. Nếu như em không hiểu thì tôi sẽ kể cho em nghe. Ngày xưa biển không có cát như bây giờ, ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ, và gió hát thật êm, và mây trôi thật hiền, biển ngây thơ và biển không như bây giờ. Rồi một ngày em đi, nghe tôi kể chuyện ngày xưa. Ngày xưa biển không có cát như bây giờ, ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ, và gió hát thật êm, và mây trôi thật hiền, biển ngây thơ và biển không như bây giờ. Biển hát em nghe, bài hát
em không biết gì về chuyện tình của biển. Nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể em nhé. Chuyện tình của biển, bốn chữ này nghe rất là đẹp, nên thơ, và chắc chắn trong nội dung của bài hát sẽ có một cái gì đó, một cái chuyện tình bí mật mà mình không đoán được. Nhưng mà riêng em lại thương thầm thầy của mình. Cái thương thầm đó đã dẫn em để vào trong cái bài chuyện tình của biển. Em hát rõ lời, lên cao thì rất tốt. Cô hy vọng là Ánh Linh sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn trong những tập kế tiếp. Cảm ơn phần trình diễn của em. Em xin cảm ơn anh chị. Một cái sự dàn dựng rất là đẹp hả chị ha. Thế này nè Anh Linh, cái anh rất là thích sau khi giàn tấu em hát rất tốt. Thì cố gắng mỗi một cái bài hát mình phải tập trung ngay từ đầu, cao độ từ đầu vào để mà mình có cái ấn tượng tốt với khán giả. Thì vào đầu là mình phải nhập tâm liền để mình gây cảm tình, mình chiếm được cái trọn cái trái tim của khán giả nha. Làm sao khi mà nhạc trỗi dậy là quên hết tất cả những phiền buồn, nhập tâm vào cái bài hát để cho mình được thăng hoa nha. Thì anh Linh biết ra đó, Thanh Hoa nhớ đến cái thời 16 tuổi, cách đây 35 năm, khi được thầy Thanh Tùng nhận làm người học trò. Khi giữ chào thầy làm cho Hoa rất là có cái cảm xúc. Hoa đã hát rất nhiều ca khúc của thầy, như là hát với chú ve con, câu chuyện nhỏ của tôi, giọt nắng bên thềm, ngôi sao cô đơn. Có những cái nhạc phẩm đó đã đưa thầy lên đỉnh cao. Thì có thể là anh Linh chọn ca khúc này vì cái chất giọng em rất là hợp với lại cái nhạc phẩm này. Khi em ra, cái trang phục rất là dễ thương, rồi vũ đoàn làm cho chị lợn sóng lăn tăn, nhìn giống như cái tên thầy đặt cho nhóm của chị là những làn sóng nhỏ vậy. Ra những ký ức hôm nay nó ập về rất là nhiều anh Châu, cô Dung à. Thì chúc mừng anh Linh, cái giọng hát của em nó rất là có nội lực. Khi nghe em hát á thì chị cảm thấy rất là có nhiều cái cảm xúc và em biết luyến lấy ở những cái đuôi. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ban giám khảo của chúng ta đã có những lời chia sẻ vô cùng đáng yêu và cũng như là có nhiều điều nhắn nhủ cho ca sĩ Ánh Linh trong đó. Và chúng ta sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong suốt hơn một thập kỷ, những sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng không chỉ là những ca khúc nổi bật hàng đầu trong đời sống nhạc trẻ Việt Nam, mà nó còn là tiếng lòng của bao người yêu nhau, là những câu chuyện tình được bao người trẻ mượn để kể những câu chuyện của chính mình. Chỉ một cơn mưa ngâu, chỉ một giọt nắng bên thềm, một giọt sương trên mí mắt, một bông hoa tím rơi ngoài sân, tất cả đều trở thành hình ảnh đẹp lung linh cho những cuộc tình lãng mạn. Dù có vui, có buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau, thì những con người đắm đuối trong tình yêu ấy còn có một niềm vui là được thấy cuộc tình của mình hiện lên thật đẹp trong những bài hát được người đời yêu thương nâng niu. Quán vắng, rượu ngon mà ngồi một mình thì tiếc lắm đó. Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình. Cô sang bàn khác giúp. Anh nhìn xung quanh đây coi, có mình anh là khách sang và xịn nhất. Đi bàn khác mất vui. Tôi trông vậy thôi, chứ tôi không có sang và xịn như là cô nghĩ đâu. Trinh, Trinh à!
anh nhìn lầm người rồi. Tôi đi đây. Trinh à, đúng là em rồi. Giống trong phim quá ha. Anh hùng gặp lại cố nhân trong một hoàn cảnh éo le. Trinh à, em hãy uống với anh. Uống như là hai người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau. Lúc này anh sống sao rồi? Anh trở về Việt Nam làm chỉ huy dàn nhạc rồi sáng tác. Phần lớn thì đều liên quan đến âm nhạc. Nhìn anh giống Nhanh Nâng Thành Đạt hơn so với một nghệ sĩ sống bằng âm nhạc đó. Đúng vậy, anh có đầu tư kinh doanh thêm một số mảng. Đủ nuôi một gia đình hạnh phúc và một tá bồ nhí đúng không? Không, anh không như vậy. Anh chỉ có một vợ và ba con. Tin được không? Nếu em mà là anh, người đàn ông thành đạt đào qua, chắc cũng năm thê bảy thiếp. Mà không phải tất cả đàn ông đều muốn như vậy sao? Không phải. Cái mà đàn ông thực sự cần đó là một gia đình hạnh phúc và một tình yêu. Tình yêu? Anh tin trên đời này có tình yêu hả? Trinh à, em cũng vẫn như xưa, em vẫn không tin vào tình yêu. Mặc dù trước đây anh đã cố gắng bằng mọi cách để chứng minh điều đó. Nhưng mà thôi, anh cũng không biết nói làm sao để cho em thay đổi được suy nghĩ nữa. Trinh à, qua đây. Đó, em có thấy gì không? Mưa. Mưa ngâu tháng 7. Đến Ngưu Lang chức nữ còn mong mưa ngâu tháng 7 để mỗi năm gặp nhau một lần. Và còn tin vào tình yêu thì tại sao? Tại sao em không cho mình một cơ hội chứ? Hãy để cho cơn mưa ngâu xóa đi những muộn phiền, những bi lụy trong em. Tình yêu chính là luật phục sinh cho một tâm hồn. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau, truyền tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Giọt mưa mưa ngâu bấp non trên cành thành lá biếc. Giọt mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta bên nhau, chiếc ô xe tròn là bóng lá. Mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng anh em từng góc phố, từng đôi uyên ương bên nhau, tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày nay đôi ta xa nhau, lá xanh trên cành thành lá úa, từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm. Tình yêu đâu dễ lãng quên. Và cơn mưa mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió, giọt mưa ngâu hay là nước. Truyền tình yêu như là những cơn mưa
nắng gió để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Giọt mưa mưa ngâu mưa ngâu bấp non trên cành hành lá bi. Bây giờ ướt đẫm mưa ngâu để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu. Giờ anh hỏi anh cái điểm này, cảm giác của anh trong cái vai diễn trong cái nhạc phẩm này, cảm giác của em như thế nào? Dạ là mạo hiểm. Đẹp mà. Nhưng mà anh muốn biết là cái vai diễn đó, nó có hợp với lại cái cá tính của em không? Dạ cách diễn này thì không có phải là cá tính của em, mà là được sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của anh chị dạy cho em rất nhiều, nên em cố gắng diễn như vậy thôi. Thì anh có cái chia sẻ như thế này, mình đóng vai một cái người phụ nữ kiêu hãnh thì diễn cho nó bén thêm chút nữa để cho thấy cái sự kiêu hãnh của mình. Cái thứ hai nữa, anh có lời khen ở là cái hòa âm này rất là hay. Yeah, hòa âm hay, reggae rất là hay, nhưng mà em phải hòa nhập vào, em phải hát cho nó quyện vào cái nhịp điệu như thế này. Cái nhịp điệu nghe nó nhộn nhịp mà nó làm sao mà làm cho cái người hiền nhất cũng phải nhích nhích theo nữa. Với lại khi mà mình hát đó, một mình tất cả đều vào trong hết vũ đoàn, thì em cái thể hình hình thể của mình nó thoải mái một chút, em duyên dáng một chút, em nhúc nhích theo cái nhịp điệu. Thì anh góp ý, anh chia sẻ em thêm đó, cái thêm một chút vài vấn đề như thế thì cái quả âm rất là tốt, rất hay. Cảm ơn cái tiết mục của em. Cái ca khúc mà Kim Ánh trình bày đó là cái thời ngày xưa, là thập niên 80, khi mà chị vào trong nhóm Làn Sóng Nhỏ đó, thì là chị đã đem cái ca khúc này đi tất cả các tụ điểm trong thành phố. Cho nên chị rất yêu mến cái nhạc phẩm này và nó hợp với cái chất của chị. Cái ca khúc này cũng là một trong những ca khúc ruột của chị. Cái thời đó các biên đạo múa này nọ thì không có. Những ca sĩ mình thời ngày xưa đó anh Châu, thường thường là chỉ đi diễn một mình thôi. Ở đây các em sau này là được biên đạo múa nè, được các bạn vũ đoàn hỗ trợ cho rất là nhiều. Cho nên được cái bài hát này nó được tôn vinh lên được nhiều lắm. Và em cũng muốn chia sẻ, ca sĩ đó anh, thời ngày xưa tụi em không có biết diễn đâu. Nhưng mà Kim Ánh mà ra phần đầu mà diễn về lại cái bản mới nãy là em thấy cũng quá là khá rồi đó anh. Dạ vâng. Và khi nãy thì ca sĩ cũng đã chia sẻ về nhóm Làn Sóng Nhỏ. Thì có thể chia sẻ thêm một chút về nhóm nhạc của mình ngày trước được không ạ? Nhóm thì lần thành lập năm 1985. Chú Thanh Tùng muốn thành lập một cái nhóm, nhưng mà phải tuyển nha. Tức là vừa phải đẹp, vừa phải hát hay,
rồi vừa phải có tên tuổi ngay một chút xíu ngay lúc đó. Sau đó chị mới cùng với chị Thanh Phương được chú Thanh Tùng mời vào để thử giọng. Khi chú nghe chị hát và thấy được ngoại hình của chị thì chú đã nhận ngay. Thì nhóm Làn Sóng Nhỏ được chú thành lập đầu năm 85 đến năm 87, gồm có 5 thành viên. Và hôm nay cũng muốn được chia sẻ luôn với quý vị và các bạn luôn. Cái tên nghệ danh Thanh Hoa chỉ là nghệ danh của Hoa là do chú Thanh Tùng đặt. Tên thật của chị là Tố Hoa, nhưng là vì thầy tên là Thanh Tùng, thầy đã đổi tên tất cả những cái thành viên ở trong nhóm lên cho Tố Hoa thì thành Thanh Hoa. Chị Bích Phương là ca sĩ thì là Thanh Phương. Chị Bích Phượng là em ruột chị Thanh Phương đánh trống cũng là Thanh Phượng. Và chị Thanh Thủy, Thanh Hạnh. Và có một anh duy nhất là ca sĩ Hiền Năng. Cái ca khúc Mưa Ngâu này làm cho chị nhớ rất nhiều kỷ niệm về chú. Cảm ơn em. Dàn dựng đẹp. Và em hát á, em nhí nhảnh, em diễn đạt một chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên với những chiếc ô trên đầu, quá tuyệt vời, đẹp lắm. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi xong phần dự thi của ca sĩ Dương Kim Ánh. Còn bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần dự thi của ca sĩ Châu Ngọc Hiếu. Người nghệ sĩ tài hoa luôn tỏa ra xung quanh mình một từ trường nhuốm màu huyền thoại. Với câu chuyện về những nàng thơ, những bóng hồng bước từ đời thường vào từng câu hát, từng nốt nhạc. Với nhạc sĩ Thanh Tùng, đã có biết bao câu chuyện về những giai nhân đã trở thành cảm hứng để những bản tình ca ra đời. Bao năm qua, đó vẫn là những câu chuyện hư hư thực thực mà người đời vừa muốn tỏ tường lại vừa muốn bỏ yên đó trong màn sương của bí ẩn. Để mỗi khi nghe bài ca vang lên, chúng ta lại có một khao khát được nhìn xuyên qua màn sương mà nhận diện chân dung những cuộc tình đi qua cuộc đời người nghệ sĩ ấy. Sao? Có chuyện gì mà tối hôm qua réo gọi làm tôi không ngủ được, rồi sáng hôm nay còn rủ đi cà phê? Bộ nhiều tâm sự lắm hả? Thì sẵn dịp anh ra Hà Nội vào mùa thu, không gì bằng á là dạo quanh một vòng bờ hồ, trời se se lạnh, ngồi mà ngắm sương thu lãng đãng trên mặt hồ á, lãng mạn lắm đó. Đúng là những người có tác phẩm hay thường có tâm hồn mơ mộng lãng tử. Nhưng những người chỉ có tâm hồn mơ mộng, cuộc sống lãng tử thì không phải ai cũng có tác phẩm hay đâu. Quan niệm âm nhạc của tôi là đi, học, đọc, viết, hội nhập và giữ gìn bản sắc. Tôi nghĩ không chỉ giữ gìn bản sắc thôi đâu, mà còn phải giữ mình nữa đó nha. Thôi, vào đề đi. Chuyện gì tối qua làm anh mất ngủ vậy? Ít hôm trước á, tôi có việc phải về Hà Nội gấp, mà chưa có kịp mua quà để tặng cho một cô gái. Nên tôi nghĩ ra một cách đó, là bỏ tiền vào bộ thơ và ghi lại: em mua giúp anh một món quà cho mình nhé. Thế là hôm qua cô ấy gọi cho tôi á, và nói tôi không ra gì vì đã coi thường cô ấy. Hỏi anh á, vậy có tức không? Mình thì suy nghĩ đơn giản thôi, lễ lọc mà, phải có quà chứ, không cách này thì bằng cách khác. Vậy mà bị ông Quang à. Thôi, đàn ông á thì vô tư lắm, còn đàn bà họ suy nghĩ nhiều lắm. Muôn đời á, lỗi vẫn thuộc về người đàn ông mà thôi. Tôi ấm ức quá, nằm xuống giường cả đêm mà chẳng tài nào ngủ được. Rồi lo giấy viết ra mà viết, cuối cùng cũng được một bài hát mà giờ chẳng biết đặt tên là gì nữa. Nếu như mà không ngủ được thì hay là anh đặt tên Trái Tim Không Ngủ Yên đi. Nghe hay đó. Có khi tôi lấy đặt tên cho bài hát này thật. Được. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói trót đã yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Phải chăng đó cũng là tiếng lòng của biết bao nhiêu người đang dấn thân vào tình trường đó sao? Yêu hay không yêu
thì rốt cuộc cũng chỉ là một ranh giới mong manh của cảm xúc. Anh muốn xa em,
là thật xa, anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ. Hiếu là có gương mặt khá điển trai, em sẽ lấy được thiện cảm của khán giả nhiều hơn. Đó là phần ngoại hình, diễn xuất thì cũng tốt, chất giọng của em á trầm ấm và có những cái đoạn lên cao thì em cũng bung tỏa ra được. Nhưng mà chị thích phá cách như vậy, cái người phối âm phối khí cho em đó cũng biết phá cách lên một cái lên tông. Em có một cái sự bứt phá, thì càng bứt phá ở cái nút nào thì em càng phải để ý những cái đoạn cao trào ở cái nút đó. Cái nốt cao nhất của em, cái đỉnh, cái cao thì em phải tập trung, cố gắng. Cái điểm đó, cái đó là cái nhận xét của chị. Dạ, cảm ơn chị. Quả thật là bài hát này quá hay. Anh cũng đồng ý với lại Thanh Hoa đó là những cái bài hát của anh Thanh Tùng là cái dịp để cho các em là phá cách. Tại vì nó mới thời đại trẻ mà, viết rất là trẻ trung. Thì như thế này, vào nhạc đó, mình thông thả hát cho nó dạt dào tình cảm thêm chút xíu nữa. Những cái nốt cao, cái phá cách anh rất là thích. Nhưng mà phải cho đúng cái cao độ của nó, cột hơi cho nó vững chắc để mà mình phát huy cái chỗ đó cho nó tốt. Rồi cảm ơn cái phần biểu diễn của em. Giọng Hiếu quá tốt, tốt lắm. Cô để ý và theo em từ tập đầu cho tới bây giờ. Thành ra em hát bài này đó, cái phá cách của em cũng hay, nhưng mà mình phải giữ cái giọng của mình. Em đã có kinh nghiệm rồi, em hát đã hay rồi, em hát em diễn rất là được. Thành ra chúc mừng em trong cái phần trình diễn của cái bài này. Xin cảm ơn danh ca Phương Dung và cảm ơn ban giám khảo đã dành những lời chia sẻ cho ca sĩ Châu Ngọc Hiếu. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ lại ba thí sinh trong phần 1 của vòng 5 này. Thưa quý vị, ca khúc Trái tim không ngủ yên qua phần trình diễn của ca sĩ Châu Ngọc Hiếu đã khép lại phần đầu câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng. Câu chuyện về người nhạc sĩ ấy sẽ còn tiếp tục trong đêm thi tiếp theo với phần trình diễn của các ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh, Bảo Đăng và Tùng Lâm. Chương trình Người kể chuyện tình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Yes Studio phối hợp thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, giờ đây thì Minh Ngọc và ban giám khảo cũng như các thí sinh Người kể chuyện tình xin hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối thứ năm tuần sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Người kể chuyện tình với câu chuyện về nhạc sĩ Thanh Tùng cùng những dấu ấn khó quên trong cuộc đời với phần biểu diễn của các ca sĩ Bảo Đăng, Nguyễn Kiều Anh và Đỗ Tùng Lâm. Từ những cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trước mất mát lớn nhất đời mình đến những ký ức không thể mờ phai đã làm nên những bản tình ca tuyệt đẹp những năm đầu thập niên 90. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên. Bài hát tìm trong lá biển. Đúng chứ anh Thanh Tùng ở ngoài rất là hay. Từng câu nói nha, y như Thanh Tùng. Và em hát bài này hay lắm. Em đã diễn xuất sắc. Đến cái đoạn mà chú không nói được đó là chị đã không dám nhìn trên sân khấu rồi. Cái phần trình diễn của em trong cái bài này, ngoài cái điểm 10 không có điểm nào khác. Mời quý khán giả tiếp tục đón xem Người kể chuyện tình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 13 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.